Rồi, chào quý anh em nha. Nãy mình có lên cái clip thì có mấy anh em kêu là quay kỹ lại cho anh em cái bộ gắp hộp xích và kỳ đông để cho mấy anh em coi, vì nó đẹp quá mà anh em chưa coi kỹ nên không dám chốt. Ok, thì đây là hộp xích nha anh em nha. Hộp xích của Dream Thái Dino xe nè, đời 94 nha anh em. Đời 94 mà tới giờ nó được như thế này nha anh em, rất đẹp luôn ha. Đó, nhìn đã lắm anh em ơi, màu nó lên chuẩn lắm ha, chuẩn đẹp. Cái này vô xe thì khỏi bàn rồi nha anh em, khỏi bàn rồi. Không có một lụng một tí nào luôn nha, không một lụng tí nào hết á, không có cấn luôn em, không có cấn luôn. Nói chung là nó không có móc, không có cấn gì hết á. Về là chỉ có việc lên xe là múc thôi. Đó, đây là hộp xích nha, thấy không, cái lỗ ốc này là không có bị tình trạng là đứt lỗ ốc hay là rát lỗ gì hết nha, đây móp gì hết nha. Đấy, rất đẹp luôn. Thật sự cái này lên xe là nhìn nhức nhối luôn em. Rồi, đây là cái gắp của nó nè, gắp của nó nha anh em nha. Đây, gắp của nó đây. Nãy mình chưa đánh bóng, giờ mình đánh bóng rồi này. Đây sao, khỏi bàn nha anh em nha. Độ chất thì khỏi bàn, độ chất đát thì bàn khè này. Các chân sau zin nha, chất lượng anh em ha. Bao không có một lụng nha anh em, bao không một lụng nha. Nói chung thì để mà nói thì không có gì để bàn nó rồi anh em, quá đẹp rồi, tem zin còn luôn. Đó, đây là gắp hộp xích nha. Cái hộp xích này là bán nha, mức giá là 4,5 triệu nha anh em nha. Anh em nào nhanh lẹ thì mình bớt cho 200 và 4,3 triệu nha. Rồi, đây là ghi đông nè, ghi đông này, đây là ghi đông, ghi đông VIP luôn nha ha. Bật về nha, ghi đẹp sọ khỉ này, chưa đây. Ghi đông đẹp như này mà là tính anh em, ghi đông cùng này là 1,4 triệu nha anh em nha, không có gì để mà bán. HLP như mới luôn anh em thấy không, cũng HLP để chỉ mới nha, đỏ lè luôn, nút start đỏ lè luôn. Thứ nhất là con này đời 94 nha anh em, đời 94 nó là một dạng, một trong những dòng xe Dream đắt tiền nhất. Và thứ hai á là cái con này nó quá đẹp, xuất sắc luôn nè, đi đầu như mới, để mà gọi là chê thì không có điểm chê đâu nha. Ốc á này cũng nó cực kỳ đẹp nha. Đó, thì đi đông cùng là 1,4 triệu, các hộp xích là 4,5 triệu nha anh em, nhanh gọn thì tính anh em 4,3 triệu ha. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình. Theo mình á, thì để mà gọi là có một con Dream Thái mà đồ nó đẹp thế này thì không phải rẻ, và xe thì rất khó để chọn những con xe mà nó có những cái món đồ trên xe nó đẹp thế này. Vì anh em biết rồi, các hộp xích bao nhiêu con Dream Thái mà được các hộp xích đẹp luôn anh em, gấp thì một hộp xích thì đứt thì bể thì móp, làm gì có cái hộp xích nào mà nó được đẹp mà nó nhìn nó như mới như con này đâu, mà gấp cũng như vậy ha. Và ghi đâu thì khỏi bàn rồi, thì anh em biết rồi đó, nói chung giá này không mắc anh em, do nhu cầu anh em có tới đâu thôi. Còn theo đạt thì giá này là giá tốt, hợp lý để anh em mua ha. Thì gắp hộp xích là 4,5 triệu, có bớt cho anh em chút xíu, còn di động cùng là 1,4 triệu không bớt. Thì anh em nào chúng ta cảm thấy ưng thì anh em lấy ha. Nói chung thì thời đây di động cùng mà Dream Thái này 66 cũng đã 1,2 triệu, 1,3 triệu rồi anh em, bạch bán là 1,4 triệu là giá cực kỳ tốt rồi, tại vì anh em tắt lẻ gặp cùng anh em đã bán được 1,3 triệu, 1,4 triệu rồi, thành ra là đạt bán nguyên bộ di động cùng cho anh em là bán có 1,4 triệu rẻ. Còn này thì thôi, các hộp xích này giá này mà không mua thì thôi cho anh em 4,5 triệu, còn bớt được cho anh em 200 đã 4,3 triệu nữa thì phải gọi là quá ok ha. Thì anh em chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt, cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn nha.